sẽ tiếp tục với Rise of the Tomb Raider. Và để không làm tốn thời gian các bạn, mình sẽ bắt đầu luôn vào lần trước. Mình thằng cha nội kia đã mở được cái cửa cho mình xuống dưới đây. Đây, đó, quá trời đồ luôn. Đây, cái đây. À, phá cái chỗ này ra. Thì lần trước đó là bây giờ tụi kia nó đã đến ngay chỗ này và các bạn, nhưng nó muốn tấn công quyết liệt rồi. Và mình buộc là mình phải cứu chỗ này bằng cách là tìm đường tới cái chỗ nào đó. Thật sự là nãy nó cũng đã nói cái The Divine Short hình như là không có thật. Nãy mình cũng không để ý là ông nói cái gì, thì mình lo mình nhìn điện thoại không à. Thôi các bạn, thì nói chung thì là vậy. Cái đi Roll head while climbing. À rồi, mình hiểu rồi. Mình sẽ phải nhảy qua chỗ này đây. Rồi mình nghĩ là mình canh sao cho đều. Mỗi lần mình nhảy là nó phải bám vào chỗ này ba cái cho chắc ăn. Đó. Ok, lên. Mình nhảy tới không nữa ta. Đó, đúng luôn, chuẩn luôn, ba cái là ok ngay. À đây. Thì mình tính coi để xem nó có đúng hay không nữa. Một cái ngay đây. Một cái ngay kia. Một cái lên để bám nè. Đó. Chuẩn cơ mẹ nấu luôn. Không có chắc là mình phát nhảy qua từ đây qua kia không ta. Đi làm liều thôi. Đúng rồi. Đúng luôn. Má ngầu quá. Ê đây có một cái base camp luôn nè. Ok mình hiện tại là mình không cần thiết cho lắm. Nắm mình cũng không thu hoạch được. Ê có gì đó. À mấy cái đá này hình như đá nhanh đá hoặc cương đá gì đó mình cũng không biết rõ là đá gì, nói chung là nó là đá, nói chung là có vẻ rất là giá trị. The fuck is that? Ôi hiền chi mình thấy lạ lạ cái gì chói chói sáng sáng, mình rõ ràng mình nhìn kỹ lắm rồi ta. Hiền chi nó có kim cương hay gì đó đây nha. Bố lấy hết, bố lấy luôn đồ gì có giùm ta. Không có gì đặc sắc cả. Nhưng mà chỗ này, quanh chỗ này thì có đổ đủ đồ đó. Vốn là đéo lấy được. Nhỏ thế nhờ. Đá này được đấy, đá này lấy được nè. Amazing. Ok. Và bây giờ mình phải giải đố hay sao ta. The fuck is this? À, có đường gì nhất chứ mấy. Part of that LSU này. Con đường của những người bất tử. Má nghe tên ngầu quá đái. Đù má, nó dẫn mình một đường xuống tới đây luôn. Key test. Ok. Tới khai test. Nói chung thì mình vẫn đang tìm đường ở chỗ đó đây. Vẫn đang cố gắng. Phải không ta? Lao một phát xuống hơi kỳ á. Đó, phải đi hướng này. Mình cứ tưởng lao một cái kia xuống thì hơi phê đó. Kia đi. What the fuck is this? Okay. Looks like I can pull that into place. Can pull that into place. Ôi. Má mém té. Đi đâu ta? Thử kéo này qua đây thử coi. Chắc mình nhảy qua đó được. Thử liều phát coi. Ôi bày lại bày thêm một lần nữa là ăn hành luôn á. Qua đây. Đúng rồi, phải qua đây, từ từ, để tìm hiểu đã.
Nói cái khu này khó hiểu quá. Ui, mẹ hên quá. Xuống luôn. Cái quả cầu nè, mình nghĩ là phải có cái gì đó. Quả cầu này cũng vậy. Mình kéo nó lại, chắc là cái chỗ đó bên cho mình bám. Mà mình hình như là mình đứng ngay chỗ đây lên đường nè. À có chỗ này để mình phóng quá được. Mình phải có chỗ gì để mình bám qua. Bám qua chắc quá bám qua cái cục bên sau được. Mình kéo lên phát nữa. Qua em. Cái này hơi khó đó. Phải quay chiều qua bên đây nè. Ê. Qua. Đúng rồi. Và nếu mình hãy lên được cái cây này, mình có thể qua được cái chỗ này. Ừ, đúng luôn, nếu như mình cố gắng thử rồi. Được, lên. Đấy, cái pha này nguy hiểm á. Wow. Chúng ta phải cẩn thận. Được, hồi quá đúng rồi. Các bạn như mình này đúng hướng á. Là luôn, đúng rồi, yes, đúng rồi. Hay quá. À đây. Ờ. Ê, hình như không phải. Kéo ra thì phải. Ủa. Hết cỡ rồi. Ủa, là sao? There's another lock on the other side. À rồi, hiểu rồi. Có chỗ xem bên đây đó, đúng luôn. Mà có phải là mình phải đóng lại cái hút bên này không ta? Tại lúc mà mình điều chỉnh bên đây nó sẽ có cái gì đó xoay. Ủa, nó xoay kìa. Jacob's people were ahead of their time. Ôi, cái cục nó di chuyển rồi, cái cục kia nó di chuyển rồi. Chết mẹ rồi. Giờ sao? Mình có nên bám lên cái cục đó không ta? Ôi. Má khó vậy. Sau mọi tìm hiểu mình đã tìm ra được cách nhưng mà mình phải làm nhanh. Thì cái này hơi khó đó. Bây giờ mình phải bám vào cái này đây. Nhưng mà nó hơi khó, nhưng mà cũng phải làm sao cho có thể là gọi là hoàn hảo nhất. Cái khúc này nó khá là khó đó. Ok, và mình phải tìm cách làm sao cho qua chỗ nãy. Đúng luôn. Ê. Má, mình hụt cái chỗ nãy rồi. Cao hơn rồi nè. Đúng rồi. Hay quá. Chuẩn luôn. Chuẩn cơ mẹ nấu. Oh yeah. Đúng luôn. Cái này khá khó đó. Yeah. Oh yeah. Chúng ta đã khỏi được chỗ này rồi. Xem có gì là lấy được không, lấy luôn. Đó, một cái chỗ khá là khó. À, có tường đây. Mình nghĩ là phải dùng cái leo trèo. Ơi, bay.
Đủ cái cách cách nhảy này nó hơi tiện lợi hơn cái cách gì ha, mà nó an toàn hơn nhiều. Đó, đúng luôn. Đó, hệt quá, cái pha này là cái pha ngầu nhất của mình từng làm đó. Độ City Scroll. Mà chúng ta tới đây luôn hả? Ừ, mình mới thấy cái gì vậy? Mà có cái thùng ở đây. Mà mình hình như mình full đồ kiểu rồi. Đi luôn, đi luôn. Mình nghĩ là mình full hết rồi. Hết chỗ đi chứa luôn rồi. Give it some time. Ok, và... Ây, mình đi tới chỗ này rồi. Ôi 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 ôi, có vẻ như không ổn rồi đó. Tụi này đi đâu ta? Ôi. Thế là gì vậy? Không phải Trinity thì phải. Mấy nó mặc đồ trung cổ là sao ta? What the fuck is that? Đó là người hiện đại hay là người gì vậy? Cái này là mình ngoài tầm kiểm soát của mình, cũng không rõ tụi nó thực thể lại cái gì nữa. Nhưng mà mặc đồ như thế là có vẻ mình đang nghi ngờ, mình không hiểu tại sao nó mặc đồ như vậy. Uầy 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 uầy. Trời trời trời, má xém chết xém chết. Lên em ơi, lên. Ôi nữa hả? Họ ráng ráng được chừng nào hay vụ nấy. Đó, ra em ơi, ra. Ôi, ôi. Cái này khó à. Pha này khó đó. Ôi, chúng ta qua được tới bên đây rồi. Nhưng mà cái thằng, những thằng hồi nãy là mình cũng rõ thuộc thể loại gì đó. Nhưng mà nghe nên chắc nó cầm kiếm chứ không cầm súng với bên kia đâu ha. Nó cầm súng với bên kia nữa, OB chết mẹ rồi còn gì nữa. Ê, cái gì đây? Má thùng rác của... Ôi, ôi. Bày. Nhiều lúc mình thấy mình cũng bày lắm. Đó, đi hướng này. Ê, tụi nó kìa. Qua đây. Chắc tụi nó không thấy mình đâu nha. Ý, có bức tượng... gì kìa. Ủa. Má, cái pha này ghê rồi ba. Má giống như bị lỗi vậy. Thôi, có vẻ như chúng ta không... Ôi, what the fuck. Hết cái hồn. Má. What the fuck. Giờ làm sao? Đu một phát bên kia hả? Ê. Má đu ngay cái mồm của mày luôn mới tục chứ. Má vãi đái thật. Mình không biết mình có nâng cấp gì nữa không ta? Để coi. Không skill, weapon, weapon còn gì nữa không? Tại vì cung hả? Cung để coi có gì để nâng cấp. Ê, cái giữa có nè. Mình đang xài cái này, mình vẫn thích cái này hơn. Draw speed, tốc độ nhanh, rate of fire, tốc độ nhanh, hold time. Rate of fire, draw speed. Này đi. Đó, cái này nữa. Giờ mình nhiều đồ quá rồi, cứ up thoải mái. Máy AK nè, còn gì nữa up luôn. Rate of fire, tốc độ bắn nè. Shotgun. Reload speed, rate of fire, headshot. Oh, damn à, oh, bố thích damn. Nói chung là mình hình như là mình có vẻ như mình nâng cấp gần hết rồi, không còn gì để nói nhiều nữa. Nâng cấp trong những lúc mà mình tạm nghỉ mình cũng có ngồi chơi một tí. Ồ, mà sao cái này nhìn ghê ghê vãi đái luôn á. Té một cái là ngồi giờ cười tới sáng luôn á. Tiếc là ngoài đời là nó không có vụ mà chơi lại, không có vụ set point ha. Chết được cái là ngồi cười luôn. Không hẳn là ngồi cười mà có vẻ là ui. Ồ má, thể loại gì vậy? Má là mình sợ mình dừng tay là mình không bấm luôn mới tục chứ. Nắm tan hả? Má nhìn tục vậy. Hình như đây chuẩn bị chiến đấu ra trận hay sao nhỉ? Cái đó không phải là... Cái đó là cái súng hay cái gì đó thì phải. Sao cho bò thì... Biết là tụi nó không dùng súng nhưng mà... Với số lượng như thế này chúng mình nghĩ là... Chúng ta cũng không có thể nào đánh nổi lắm. Mặc dù mình vẫn đang đi bên này và mình nhìn bên kia mình cũng sợ chết mẹ nó. Chỉ cần nhìn qua cái ngồi cười luôn. Má bắn cùng qua cái thấy cũng thấy bà rồi.
Rồi, chắc là mình lát mình cũng phải quánh lộn vô với nó thôi. Mình nghĩ là vậy. Ủa sao chỗ này có nhiều trái base cam quá vậy? Cũng được, cũng tiện. Bắt đầu full hết rồi. Giờ đi hướng nào trời? À đây đây đây, có cái nhảy lên. Á, kép treo một phát lên tới đây. Oh shit. Oh shit. Má mém chết. Vẫn chưa chết. Ôi. Ôi có cái tay nó lộ ra kìa. Ôi má coi nó cầm kiếm mà mặc đồ hoàng kim cái kiểu đó chứ. Má nhìn như mấy hàng trong võ lâm gì kỳ vậy ba. Nhìn cứ tẩm tẩm thấy đéo nào. Ok. Ôi ôi ôi, ôi mẹ ơi. Mày bỏ tao ra mày. Mày biết tao đây hả? Biết tao đây. Bỏ ra. Bố mày. Tao là bố mày đây. Mày láo với bố mày hả? Bố mày nè. The fuck. Ủa. The fuck cái gì vậy trời? Mày thì đánh bố nè. Trời nó biến hình luôn. What the fuck. Má cái pha này mới ghê nè. Má nó biến hình nó tục chứ. Ê bậy. Ôi bậy. Các bạn chơi kỳ quá nha. Má phép thuật hiện đại chứ phép thuật cái thể loại quái gì vậy. Má. Mình không chơi được tôi. Ê da trời. Ê má mình hên là nó dùng kiếm á. Mà mình đã dậy rồi đó. Không biết nó lát nó dùng cái quái gì nữa. Còn ai không? Ôi. Ơ mà mình tưởng là chỗ đó đi được. Oops. Má vãi đái thật. Chính xa ra trời. Một thằng. Má mày đặt ngầu với bố. Ê có nhiều thằng lắm nè. À, hai thằng. Nghĩa là mình tập trung bắn vào cái trụ này nè. Ba thằng. Bên này có trụ nhưng mà không biết có thằng nào không. Đợi tôi nói. Ê trời. Nó thấy mình rồi. Má tao chỉ đợi mày đi qua đây thôi. Ôi nó bắn mình ở đây luôn. Má chị nhưng mà chị lần này là chị đã trở thành sát thủ rồi. Chị không sợ đứa nào cả. Ngon lại đây. Má bố mày canh mày hết rồi. Ôi da trời ơi. Bậy nha bạn. Ở đây còn cái nữa nè. Qua luôn đi. Ồ má trúng mém trúng con này mới tục chứ. Má mặc giáp trâu bò mày. Để lấy shotgun ra bắn. Má còn thằng cuối cùng à. Shotgun là bắn. Không chết mày tao con mày. Không chết luôn má. Hai viên vẫn không chết. Đợt. Cho mày ăn hẳn 3 viên luôn. Má khuyến mãi luôn. Ồ má công nhận nhiều đồ thiệt. Má người tiền sử mà cũng xài đạn nữa sao. Đồ nhiều vãi cái lái luôn. Mà có vẻ như tụi này chết hết rồi. Mình nghĩ là mình nên đi tiếp cái nãy giờ đi. Nhưng mà đi hướng nào ta? Ui, cái gì? The fuck? Sao cho bò vậy? Ui, thằng này nó không biết mình đây. Ui, thật chất là nó biết mình đây rồi. Chết mẹ. Rồi em. Anh mày đợi mày cả tháng. Giờ mới có đối thủ thật sự. Ê bậy nha bạn. Ủa nó chơi dùng khiên né luôn mới tụt chứ ba. Má cái này mới bựa. Ủa mới đầu cứng vậy.
Má đầu ăn một phát đéo chết. Địt. Má cháu bò. Thanh niên cháu bò lại đây. Má bắn ngay đầu một phát, hai phát đéo chết. Đồ quá ngầu. Lần đầu tiên thấy anh em đi ngầu như vậy. Lên tiếp, lên tiếp, lên tiếp. Lượm luôn. Ốc vít nè, má ốc vít là cái thứ quan trọng nhất mà mình phải dùng để nâng cấp. Ý má. Sao bây giờ nó... Má giờ tụi này cho bò vậy. Bắn hay sò đều bắn lần, phải lần, bắn lần hai cái mới chết. Full mẹ rồi. Giờ cái gì cũng full hết rồi. Mình nghe đấy, mình không cần phải bắn ngay đầu nữa. Thực chất là nghe đấy có mấy cái thùng đây nè. Gì đâu trời. À cái này nhưng mà vấn đề đi đâu ta. Hết chỗ đi rồi. Cái chỗ nãy đây. Có thằng cuối đây. À đây đây đây. Ui nó nữa kìa, nó. Ồ má coi nó bắn năng lực siêu nhiên gì kìa. Ui né luôn rồi, mình né cả đạn luôn rồi. Mấy mà thấy mày này bắn ngu dễ sợ. Bắn hụt không rồi ba. Mà công nhận mấy thằng này vũ khí mà vũ khí cận cận chiến nó có vẻ nhiều. Vãi đái. Má ảo vậy trời. Ôi. Nó gặp phải mấy thanh niên châu bò đó thế còn cầm mấy vũ khí đặc biệt nữa chứ. Trời 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 bậy 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 bậy. Bậy 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 bậy. Trời trời mới chửi một phát mình té luôn mới tục chứ. Á à, lại hồn. Cầm đồ trên tay for the cone. Má lại mẹ con đi cứu bạn bè. Vẫn không chết, má cho bò vậy. Má mình nở cái này ghê nha. Má tao bắt đầu tôi nở tôi quay rồi đó. Má không chết đó mày. Không chết đó mày. Không chết đó mày. Má chết rồi kìa, đó. Má còn bay, tụi bay là tao thưởng tụi bay cái cung đó. Ây da, thôi dùng súng đi cho lè. Đó đó đó, ây da ây da ây da. Má nạp đạn cùng lúc vậy. Đó headshot. Quá hợp luôn, quá chuẩn. Đây đây, có đạn vừa đây. Cái khu này nó khu gì đó. Mình cũng không rõ cái khu này khu quái quỷ gì nữa nhưng mà nó có vẻ ghê phải lồn luôn á. Toàn mấy thể loại dân chơi cầm kiếm cầm cung bắn như đúng rồi. Mình cũng không ngờ giờ mình có cả đồng bọn nữa chứ. Má mình nghĩ là mình chỉ có mình cầm má cầm cung thôi chứ ai ngờ giờ tụi nó cũng cầm cung chả thấy còn cầm kiếm nữa chứ. Bữa đấy là thể lạ rồi. Ôi, má nhưng mà có vẻ là xong rồi đó. Tụi này hơi nhiều nhưng mà đánh cũng không có đến nỗi nào cho lắm. Không sao không sao, đi tiếp đi tiếp. Breaking in, vỡ đái breaking in. Ôi, ô má trượt xuống luôn. Do you think you can stop them?
The best we can do is buy you some time. I'll see you on the other side. The Chamber of Souls. The Divine Source has to be there. Looks like the way into the city center is through that gate. Như tranh vẽ luôn á. Vãi thật đấy chứ. Mình cảm thấy lạ lạ, mình nhìn nó như tranh vẽ, nhìn đẹp đấy chứ. Có skill nâng luôn cho rồi. Brawler. Thì mình nó hết rồi cái skill Brawler. Unarmed with a dodge cutter. Death from above. Dodge kill hả? No. Triple shot. Ball expert. Để coi nào, Rifle Expert, nâng cấp này đi. Mình dùng súng nhiều hơn là cung. Mặc dù là, để coi có gì đây. Assault Rifles. Recoil, giảm recoil. Reload Speed. Đây. Ngon cơm luôn. Ray of Fire tăng, bổ thích. Mình cần đạn nhiều rồi, ok. Ôi, công nhận cái chỗ này đẹp thiệt chứ. Lạ lạ. Giờ đâu ta? Ngay chỗ này. Bắn sang chỗ nào nữa ta? Ê, đây có đường đi nè, không đâu còn phải bắn đâu. Mà đi cứ hướng ra chỗ nào ta? Là chỗ đó hả? Lên luôn em ơi! Má, like a boss. Đây, 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 có đường vô, có đường vô, có đường vô. Đúng luôn, má không cần phải đi xa. Ui, chịch mẹ. Rồi, có mình có linh cảm có gì không ổn. Oh shit. Oh, mắt cảm ơn. Gãy cửa luôn. Nice. Cái đấy gì vậy? Maybe I could use them to break through that gate. Nè. Hết cái hồn mát đi. Ê, mẹ đâu ra xuất hiện cho nội. Mẹ, vãi đái thật. Má tìm đường nào đi trời. Má còn thanh niên bên kia nữa kìa. Má đúng rồi, chúng ta phải tiết kiệm đạn tại vì nếu như mình xài cũng quá trời rồi. Những pha mình hoảng loạn mình xài mình bắn hết rồi. Ôi má hơi quá. Ôi má nó bắn gì ghê vậy trời. Nó bắn không thương tiếc luôn. Ôi má, thanh niên. Mày còn trò nào chơi bớt khinh bỉ không không? Ôi, ôi, ôi. Làm sao lên được chỗ đó đây? À đây, đây, đây. Rồi, rồi, hiểu rồi. Cung, 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 phải có cung. Bố có cung đầy đủ. Chết mẹ rồi. Ủa còn sống mới ghê chứ. Hey. Để lại đăng đây một cái cung nữa. Lên luôn. What the fuck. Má đây coi. Đi lẹm ơi. Ui. Ê, má đằng kia có cái cung sẵn rồi. Có cái nào gần không ta? Má sao xa quá vậy? Không không tới, không tới. Nếu tôi phải chắn một cái ngay đây gần hơn. Nếu như mình còn chỗ. Má mà thanh niên tục vậy? Mình nghĩ là nó nhảy xa lắm chứ.
The fuck thanh niên? Đứng làm cái đéo gì dữ vậy ba? Má khoai gì cho nội? Má thanh niên ngáo rồi đây. Ồ, thế à? Bắn nãy giờ không chết cơ đấy. Má nhìn nó chọi bom nãy giờ không chết luôn. Ôi ôi ôi. Làm sao lên được chỗ đó ta? Má chọi liên hồi mệt muốn chết luôn. Má chết được rồi nè. Đúng rồi, đúng rồi. Lên nữa hả? Lên luôn, lên luôn. Lên luôn, là lên luôn. Rồi, ok, chúng ta lên tới chỗ này rồi. Ơi, ơi bậy vô bậy nhân chơi. Toàn mấy dân chơi cầm kiếm cầm cung cái kiểu. Ấy da, trời. Ê, bậy. Né mày, né mày. Ê, nó thằng mẹ này có cả đạn nữa hả? Vãi đái thật. Ui, chọi tao mày. Chọi bố mày. Ê, ê, bậy, 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 bậy. Bậy, bậy, bậy. Má làm hao đạn vãi liền luôn á. Má không được cái là bắn mỗi lần bắn này xong được hồi đạn quá trời luôn. Đâm ra nó cũng không mất nhiều lắm. Can use the trebuchet. Ok, mình bắn nát cái phần ngồi lại luôn càng tốt. Đó. Còn đúng một cái cổng. Cho shot. Ý, bậy 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 bậy. Phía nào. Ok, bắn luôn. Ê, ê, ê. Ê, chết mẹ. Hơi quá đà. Có hơi quá đà rồi đó. Nào biết bắn trong cái gì nữa. Đó đúng rồi. Một phát ngay đây. Vỡ cửa luôn. Vỡ cửa. Đúng luôn. Nó không vỡ được con mày. Nữa hả? Nữa không? Vẫn chưa vỡ. Nhìn mình có cái cảm giác vẫn chưa vỡ sao sao nhỉ? Bắn phát cho chắc ăn. Đó phải chạy vòng vòng. Đó bắn phát cuối cùng. Ê. Ơ nhìn nó vỡ rồi, nó vỡ rồi. Đường mà cái đường này cũng tiện quá đi chứ. Cái thiết kế game hay nè, có nhiều cái đường đi cái kiểu. Ok là nào. Hey baby. YOLO. Đúng luôn. Chúng ta đã muốn này đi đúng không? Đúng rồi, lên luôn. Lên luôn. Ồ, có con ngựa. New Space Cam. Để xem có gì đặc sắc không. Có thì chúng ta nâng cấp luôn. Skill, chưa có skill mới nhưng mà có độ upgrade mới nè. Cứ đánh một hồi là có độ upgrade mới. Tiện ghê chứ. Call me X. Cái này là cái thứ mà mình unlock ít nhất. Rồi nó kệ có unlock còn hơn không. Có vẻ như chỗ này nó bị cái gì. Thôi thôi, mình cũng không rõ nữa. Nhưng mà giờ mình cứ đi chứ cho chắc ăn. Chỗ này giống như when fully charged. Ôi, bắn rác vậy.
công nhận nha, mấy này trâu bò thiệt á. Ví dụ mấy thanh niên này xuống dây thì bắn cái đầu nó mới được. Ê đâu đây mấy này, đâu đây đi, mấy là sợ trên bắn cho chắc ăn. Đó, một con, còn thanh niên nữa. Thanh niên. Ơ má reload đúng lúc vậy trời. Đó, tốn đạn dễ sợ luôn á, mấy này cao bò thì. Hay là mình giờ cứ bắn tụi này chứ đi. When fully charged. Có vẻ như không xin nhơ cho lắm. Má bắn gì ghê vậy cho nội. Đồ má bắn phát chết luôn hay không. Ê đồ má chưa chết. Bắn, nó bắn xuyên giáp được mà ta. Cái này mình cũng chả rõ nha. Có vẻ như mình nên cầm súng để bắn cho lẹ. Yeah. Cầm súng bắn cho lẹ. Đấy, gặp hai thanh niên nữa chứ. Má, thanh niên châu bò. Châu bò mày. Ôi ôi, má châu bò. Trời ơi, cái gì vậy trời. Ồ má bắn rác vậy, má tay cầm nó rung quá chứ. Từ từ để mình tắt cái tay cầm rung đó. Mình ghét như cái gì mà chơi đang chơi nó cứ rung rung nha. Nó khó chịu lắm. Đâu ta. Chết mẹ ơi. Ờ à, đây, variation ngay hàng đầu luôn, mình không để ý nữa chứ. Off đi. Cái cầm nó rung luôn, làm mình mất tập trung thôi chứ không gì đó. Má đông vậy. Đông quá. Bắn rác quá. Tụi bay biết tụi bay bắn rác lắm không. Rác dễ sợ luôn á. Ây da, trời ơi. Má phải cần phải tập trung. Má đập đạn nữa chứ. Má chết rồi, còn thanh niên nữa cuối cùng nữa đó. Nãy giờ vừa đi lượm đạn rồi. Hết đạn rồi. Ô mà như lượm được thằng lượm hết luôn hay sao á. Almost there. Đấy, hồi đó mình vẫn còn sống. Nó bảo là mình survive sau cái vụ này. Nếu mà mình sống sót được cũng hay lắm rồi đó. Thôi, lượm đồ cho chắc ăn. Nói thiệt cái vụ cung đó là cái vụ fail nhất mình từng thấy á. Có gì lượm nó ra. Lượm nốt. Má giờ đôi cái này mới xuất hiện sao. What the fuck is this. Mở cái này ra, Đó đúng rồi. Quay tay nhiệt tình vô. Xong rồi, ok đi. Ôi, nói cái pha này là cái pha mà mình bắt đầu mình sợ nhất luôn á. Lỡ chết cái ngồi cười luôn. Go somewhere safe, not a chance. You need us as much as we need you. We survive together or we die alone. Now go. Chỗ này chỗ nào ấy nhỉ? Và đây là chỗ này rồi. Đù một phát xuống luôn.
Giờ sao? À đây 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 đây. Có cây để bám. Đô cái nhẹ nào. Lên. Đấy hồi đó. Giờ đây đó. Đây có sợi dây. Đu tiếp. Đồ 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 đồ. Lên 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 lên. Má cái này mình đã quá thuộc rồi. Cái gì đây? Kiếm này đây không biết có gì không nha. Làm cái gì nha. Ồ, thì ra là thế. Ê, 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 ôi. Lầy thật. Má gì mình có vụ bắn cung không? Bắn cung hụt nữa trời. Bắn sao cho thấp thấp, bám cho dễ. Ơi ơi má cao quá hên quá hên quá. Mấy em nó té xuống dưới luôn rồi chứ. Gây crusher. Something in the way. Cái gì in the way? Đâu? Có chỗ gì bám đâu chứ nha. Cái gì này mình cái này có cái dạy dạy đổ không ta? Mình không bảo mình phải đi đâu nữa ta. Vẫn đang tìm hiểu. Và đây, đây đây có đường lên rồi, có đường lên rồi. Ok. Ngon luôn. Mình phóng một phát qua luôn thì sao ta? Mình nghĩ vậy. Ôi. Phóng một phát qua thì có vẻ hơi quá đó. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Lên được là hay rồi. Giờ sao đây? Tìm cơ có ngay đây và tìm cách sang bên kia hả? Ê, cái này khó nha bây. Nhưng mà cách nào ta? Đù. Sao nhỉ? Cái này mình cứ vẫn không hiểu cho lắm. À rồi rồi, rồi. Mình có vẻ mình đã bắt đầu mình hiểu ra một tí rồi đó. Tại vì đằng kia nó có một cái cần để mình quay. Đây, nếu nhớ không nhầm. Có cần cho mình quay ngay đây. Quay ngay chỗ này mà ngay chỗ nào đó nó có cái chỗ để quay hay sao đó. Mình phải kéo chỗ này đi. Đúng luôn. Now to take out that gate. Ok. Má cái này quay tay hơi mệt luôn á. Chúng ta phải phá vỡ cái cổng đó. That gate. What gate? À rồi, hiểu rồi. Cái gate trắng. Lộn cái vàng này kia kìa. Đúng luôn. Một phát là dính ngay. Đúng rồi, dừng lại. Lên luôn. Đúng rồi. Sập đi con. Mới được nó sập nhẹ nhẹ nha. Má, phát thêm phát nữa. What the f. Cái quái gì nó bắn ghê vậy. Just one more shot. Just one more shot. Nó bắn sạp cái của mình rồi. Nói gì mình phải qua cái chỗ của nó, mình phải lấy mình của nó, xài. Chứ giờ hết cái để xài rồi. Mấy anh liền ác đâu gì thôi.
Mấy giờ mình phải đu qua lại chứ. Giờ phải tìm đường đi lên chỗ đó. Má đi đi cho chắc ăn. Ý ơ. Qua đây, qua đây, qua đây. Đó, đúng rồi. Giờ còn cái này sao ta? Đù. Hơi căng đó, hơi căng. Lên luôn. Mày đâu rồi. Bố này đi tìm mày nhá. Má, nghĩ sao vậy con? Quán ông nội mày đây hả? Đâu rồi, thanh niên kia đâu rồi? Ôi, má hai thanh niên cờ. Vãi đái. Châu bò thì có shotgun đây. Xuyên giáp giờ hết hết Đó chết ngay. Hết đạn shotgun đành thôi, phải dùng cái này. Mỗi lần nó cho ít quá. À rồi hiểu rồi. Gears. Nó bị mới đó mà nó cứng rồi, nhanh như vậy sao? Giờ làm sao cho cái đống này vỡ ta? Ok. Mình vẫn đang thắc mắc là làm sao để cho cái đống này vỡ được đi ta. Bắn đạn nổ gì không ta? Bắn thử coi. Có vẻ không xi nhê cho lắm. Đáng lẽ là mình phải tìm có cái cách gì đó. Té dập mặt luôn tiếp tục chứ. Đằng kia hả? Sao nhiều cái quá vậy? Cái pha này, những cái pha này hơi mệt á. Để mình đu qua lại coi. Hey. Game này nó nhiều lúc nó giải đố hơi khó đó. Sao bám qua đây ta? Lost this for months. Làm sao để mình qua cái chỗ nãy ta? Để mình kéo này xuống đây thử rồi. Đúng rồi. Nhưng mình phải bám qua cái chỗ đó lại lên lần nữa. Đúng rồi. À, cái gồng này nó thiết kế màn chơi logic thì chứ. Có khá là nhiều cái máu thắt cùng chung một chỗ nhưng mà nó dẫn tới hai cái hướng khác nhau. Giờ sao đây ta? À cái này hiểu rồi. Được rồi em, đúng rồi. This was Barland Eyes. Chuẩn luôn. Mình phải kéo cái này lên cái này. Và giờ phải đi hướng nước. Làm sao để cho cái cục này nó đập thẳng vào chỗ đá được. Để mình kéo nó lại phát ra đây coi. Có khi nào đó là cả một phép màu hay sao? Nhưng mà các bạn đã đi lộn hướng rồi, mình phải làm sao cho nó có nước bên đây nè. Đằng kia nó có nước. Và cho cái thùng này vô cái nước đó. Qua đây luôn em. Qua đây. Đó, có nước bị bắt đầu nó nặng lên rồi. Chuẩn luôn. Cao quá. Too high. À, cao quá, chứ tôi phải hạ xuống nữa.
Thì chúng ta phải mở cái cục này ra. Hơi khó. Đó, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Chuẩn luôn. Yes. Should have been higher, that did it. Ok rồi, ok, ok. Nó đập vỡ mà, rồi. Thì bây giờ chỉ cần nó bắn vỡ cho nó thôi. Đúng rồi, bố đang tới, bố đang tới. Đó, ngầu quá, đã quá đi thôi. Cuối cùng cũng đập vỡ cái chỗ này. Yeah. Tập trung mình bắn cái này chứ đi tính. Go to take them out. Chứ tụi em this thing. À. À đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Chơi lên. Này thì thách bố mày. Thách bố nè. Đó. Tiếp, 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 tiếp. Có cái cây nào quay nhanh không? Đâu, nó bắn đâu vậy? Sao sao quá vậy? Bố láo nè, bố láo nè, đó. Một phát là ăn đạn ngay. Chết chết chưa? Mình ơi chắc chết hết rồi đó. Ý, còn đám nữa. Còn đám ở đây nữa, còn đám bên tay trái nữa. Nó nhỏ xíu mình thấy không rõ. Đó, 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 đó. Lên nè cưng. Lên nè, đó. Má nhìn như đánh lô tô vậy. Má phải canh cho đúng. Nó một phát là trúng ngay. Gây crusher. Đúng rồi, đúng rồi. Quay tay lại, quay 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 ngược lại, quay ngược lại. Đó, còn một phát nữa. Là cổng kia sập ngay. Đúng luôn. Má giờ phải canh cho kỹ nha, má. Không biết có bắn lần thứ hai không nữa. Ý chết mẹ. Có vẻ như gần quá. Người mình nghe chắc trúng rồi đó. Ê. Hình như chưa. Phải đẩy cho nó lên luôn. Đó, đúng rồi, phải vậy nè. Đó, 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 coi, coi. Má một cảnh rất là đặc sắc. Đó. Yes, đúng rồi. À, còn khúc giữa. Nhưng mà nhiều đây chắc qua được rồi, không sao đâu. Cross the bridge. Ok, đi. The way is clear. Vấn đề là đi hướng nào mới tục. Mới là vấn đề. Biết là the way is clear mà đi hướng nào mà. Đây có cái. Xuống luôn em. Đi luôn. Ốc vít bù lon gì cái kiểu lấy hết. Đi tiếp luôn. Ơi cái này bậy. Hơi căng đó. Ôi, má cái đường này lên được không ta? Nhưng phải đi qua đây, à đây hay. Chứ rõ ràng cái đường nó đâu lên được đâu ta. Đây đây, lên đường nè. Lấy luôn. Đây có đạn mà. Thấy cũng ngộ, ui ui má thanh niên. Ôi má nạp đạn đi chứ. Nạp đạn nè. Ồ, mất thanh niên kia gục luôn rồi. Thì làm sao? Phóng qua kia. À đây đây, có cái. Đó là những lúc mà mình cần tiết kiệm đạn thì xài mấy cái cây này mà nhắm cái đầu chúng. Chết ngay ấy mà. Mà không hiểu sao còn vẫn còn cái thanh niên còn sống. Mình nãy mình bắn được người ta. Đó, nhưng mà được cái mấy cái thùng này cũng hai hai chứ. Đâu rồi ta, đâu rồi ta, đâu rồi ta. Đi hướng này phải không? Đâu còn. Phải đi hướng này không ta? Sao nhảy xuống trời? Có cách nào phóng một phát qua kia luôn không ta?
Ôi, hơi căng đó. Căng quá dân chơi. Sao mấy dân chơi khoái vậy? Bắn hoài vậy? Biết bắn là hoài rồi, nó mệt lắm không? Đó, headshot. Mỗi lần bắn gì chỉ có headshot mà thôi. Mình đi coi đường đi, trên cái đường xuống ấy, kiểu hay không vậy? Coi cái đường xuống chứ ta. Xuống đây đúng. Xong rồi luôn qua kia thì phải. Không, đây thì chắc không có đường xuống rồi đó. Vẫn đang kiếm đường xuống. Phóng xuống rồi chắc chính chắc luôn á. Mình nghĩ đây không ra cái đường tốt nhất mà mình nên đi. Vẫn nên tìm cái đường nào đó nghe hợp lý hơn. Đằng kia có một cái gì đó rồi. Đây đây đây, có cái trụ đây. Đúng rồi. Đã luôn. Chuẩn luôn. Chuẩn cơ mẹ nấu. Ok luôn. Cái chỗ nãy nè, đúng rồi. Đây là cái chỗ nãy. Nhưng mà nãy là cái cổng nó chưa có mở. Bây giờ nó mở rồi mình mới được vô nè. Thôi mình nghe đây, trong đây nó chứa cái những gì nè. Vãi đái thật. Ủa nó sập rồi, sập rồi. Trời ơi, ơi. Ôi, hồ mà, ôi. Thôi, lại hồn. Má mình còn tưởng mình chơi nữa chứ, trời, lên đi. Lên, nhanh lên. Thôi là con khu này còn vững á. You shall not pass. Chết mẹ rồi. Vừa mới lên là gặp gây trả thù luôn. Ê, ê, má, con đang trèo lên mình trèo xuống rồi sao mày? Trèo lên lại mày, nghĩ sao vậy? Rớt xuống dây luôn mới tục chứ. Tao đi chửi thằng kia kìa. Má thanh niên ngáo đá rồi đấy. Ây da trời. Má hết đạn mới tục chứ trời. Cái này thì bố láo, đứng che đầu của mày. Ngon lại đây mày. Má tao đợi mày đi. Tiêu xử này cái này. Đúng rồi, đúng rồi anh. Má đúng theo kế hoạch. Má công nhận mấy hàng này lo lo nó cũng bánh nhau ấy chứ. Hai mấy hàng này quay qua chửi nhau kiểu. Headshot. Chơi còn thanh niên nữa không? Ê đây 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 còn thằng nữa. Đấy, 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 đấy. Bắn luôn cho lẹ. Má công nhận đậu mấy này cứng này chứ. Má bắn gì không chết luôn á chứ. Má đầu cứng phải gọi là cứng. Cứng cứng cứng. Không sao, có đạn cho tao để lấy được rồi. Nhưng chỗ này thì không. Ê, cộn thằng. Thằng này mặt cứ ngầu ngầu ấy đấy nữa. Mày hả bưởi. Ê. Ôi 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 bầy 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 bầy. Quánh gì tới tắt gì cho nội. Này thì tới tắt hả mày. Tới tắt. Ủa sao đi hết rồi, chạy đi. Đó, cái dưới kìa. What the fuck. Ngay đây có một cái space cam nữa hả. Để mình sợ luôn coi. Skill boy mới rồi. What the fuck, 4 skill boy luôn hả. Sao nhiều vậy. Triple shot. Bow expert. Pistol expert. Shotgun. Đây có cái này là mình này. Faster crawl. Crafting arrow climber mission. So nearby relic docks. Upgrade fire routine with the range. Nếu mấy chung này cái này cũng không muốn xài nhiều lắm. Bomb arrows. Dragonfire shell. Cái này mình có đâu xài đâu ta.
Demolition expert, advanced technique, keep on draft that handheld atom detonation. Oh, mình cũng đâu xài nhiều đâu ta. Mọi gì không, cái survivor này thì mình không xài nhiều lắm, mình nên chú tâm nâng cấp cái này đi. Dodge kill dù sao mình cũng nâng cấp hết rồi. Silent killer, stealth landing, dodge kill hả? Stealth landing, life food đâu? Life food là cái nào? Skill life food nằm ở đâu? Ủa mình tưởng mình nâng cấp hết rồi chứ? Cứ nâng cấp đại thôi sao vậy? Dodge skill mastery death from above. Ok, và như mình vừa nâng cấp hết rồi. Không còn gì để nâng cấp nữa. Life food là cái gì ta? Skill này đâu ta? Inventory up luôn. Equipment đâu? Có luôn. Ok, vô. Craft woman tiếp tục chứ.